Mình đúng không cô? Hát cái gì cả con? Em cho cô là trang 23 ạ. Trang Con thấy 23. rồi cô. Bây giờ con thấy màn hình chưa? No. No. Để cô tí nhá. Rồi ạ. Bây giờ thấy yes. chưa? Yes. Rồi yes. nha. Trang 23 là các con học xong rồi hay là các con mới học đến trang 23? Bạn em học xong rồi ạ. Ok, học xong trang no. 23 rồi đúng không? No. No. Vậy là dừng ở phần nào của trang 23 con? Phần nào nhỉ? Starter chứ không phải là cái phần này đâu cô. Oh, starters. Really? Starters. Các con học sách này đúng không? Yes. Đúng rồi, sách này này, phần starter. Trang 23. Không phải sách không này. Không phải sao, tại vì lớp mình học bằng cái sách này. Ừ, lớp mình học bằng sách này mà. Nhưng mà hôm trước các con học đến trang bao nhiêu rồi, con nói cho cô nghe nào. Nãy có bạn bảo với cô là trang 23, nhưng mà bạn bảo là ở phần starter. Mà phần starter thì không có trang 23 đâu. Vâng. Học đến phần nào rồi? Học đến đây đúng, đến đây đúng không các con? Yes. Đến đây đúng không? Ok, vậy thì đầu tiên cô nghĩ là chúng ta để warm up cái class này để làm quen một tí thì bây giờ quên. Đây là có bạn nào ở lớp C2 không nhỉ? Có bạn nào ở lớp C2 không? Không à? Oh, vậy để cô một tí chúng ta sẽ điểm danh trước nha. When I call your name, please say I'm here. Okay? Nếu như mà cô hỏi là cô gọi đến tên các con thì các con bảo là I'm here. Con đang ở đây nha. Cao Hà Sang. Hà Sang, are you there? Hà Sang không ở đây à? Hà Sang không ở đây. Hoàng Anh. Hoàng Anh ở đây không nhỉ? Hoàng Anh ơi. Hoàng Anh không ở đây à? Oxy. Hoàng Anh cũng không ở đây à? Rồi Khánh Ngọc nào? Khánh Ngọc ở đây chưa? Are you there? Khánh Ngọc. Okay, you're here. Rồi Ngọc Huyền. Ngọc Huyền. Ngọc Huyền đã vào chưa Ngọc Huyền? Yes. Okay, Phương Ngân. I'm here. Okay, Hương Ly. I'm here. Ngân Khánh. Yes. Okay, Hương Giang. Yes. Duy Kiên. I'm here. Okay, Khánh Huyền. Khánh Huyền, are you there? Khánh Huyền vào đây chưa nhỉ? Chưa à? Okay, Minh Châu. I'm here. Good. Nhật Minh. Nhật Minh ơi. Nhật Minh đâu rồi? Nhật Minh ngồi đây ạ. Gia Bảo nào. I'm here. Ok, Tí Dũng. Tí Dũng ơi. I'm here. Ok, Đăng Khoa. Đăng Khoa nào, are you there? I'm here. Ok. So please leave your camera on all the time. And only turn on your mic with my permission. Yeah. Các con mở cam để đó. Luôn luôn phải để mở cam đó nha. Và chỉ khi nào mà cô cho bật mic thì các con mới được bật nha. Hey. Không thì các con sẽ làm ồn. Hey. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một game. Hey, do you want to play a game? Yes. Hey. Yes. 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 I like play game.
Or you like play games? Okay, can you see it? Yes. Yeah. Yes. Đây là game nào cô? Đây là game nào? Just wait. I need to. Okay, đây là game dành cho lớp 4. Okay. Games. Cô nghĩ là lần trước lớp của con đã chơi trò này rồi. You did play this in the previous lesson. Ở lớp trước con đã chơi trò này rồi đúng không? Yes. Yes. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò này này. Okay. Em mới vào em không biết là chơi. Okay, I will tell you. Can you hear the sound? Hi, just wait. No, teacher. Can you hear the sound now? No. Nope. Các con không nghe được tiếng à? Các con nghe yes. chưa? Yes. Yes. Con không nghe thấy. Con nghe được tiếng cô rồi. No. Nope. Bây giờ các con đã nghe được tiếng chưa? No. Con nghe thấy tiếng cô thôi. Yes. Yeah. Không nghe hết tiếng à? Đợi cô một tí, cô phải sửa một tí. Các con không nghe thấy tiếng à? No. No? Con không nghe được tiếng gì. Con nghe thấy tiếng cô không ạ? Đợi cô một tí nha, để cô sửa cái tiếng này, phần tiếng này. Sharing contents. Uầy, cô nghĩ include computer sound. Rồi, bây giờ các con nghe tiếng chưa? Yeah. 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 Nghe nhạc không? Can you hear the music? Okay. Ôi, nhưng mà em không nhìn thấy màn hình. Không nhìn thấy màn hình à? Em nhìn thấy màn hình. Em nhìn thấy màn hình à? Thấy chưa? Thấy màn hình chưa? Thấy cô chưa? Thấy cô chứ con không thấy cái màn hình mà cô đang chiếu. Con thấy màn hình cô xe rồi mà. Con thấy màn hình cô rồi mà. Con thấy màn hình cô luôn rồi. Ừ, các con thấy trò chơi hiện ra đó rồi đúng không? Các con thấy cô đây không? Con thấy không thấy mà khi trò chơi con nghe để mất tiếng rồi. Các con không thấy hình rồi. Con không thấy. Ừ, ở đây có bạn nào đã thấy hình rồi, thấy cái màn hình trò chơi rồi, các con giơ tay cho cô được không? Các con giơ tay, có cái biểu tượng giơ tay. Okay. Mới chỉ hai bạn thấy được màn hình thôi à? Ba bạn. Bạn nào nhìn thấy được màn hình cô share rồi thì các con giơ tay cho cô nha. Rồi này, cô thấy có rất là nhiều bạn thấy được màn hình trò chơi cô share rồi này. Con chỉ nhìn thấy mỗi chữ U thôi. Mỗi chữ U thôi à? Là do mạng của nhà con kém hay là do mạng của cô, tức là mạng của nhà con có tốt không, có ổn không ý? Mạng nhà con 100% ổn. Thế à? Thế là mạng cô rồi. Đợi cô một tí. Hay không không ạ? Hay cậu xem ở cái phần mấy phần cam ở dưới xem có cái màn hình cô xe không, cậu ấn vào đấy. Vậy nó hay bị như thế. Bấm rồi nhưng mà không thấy, chỉ thấy mỗi chiếc U. Các bạn cũng có thấy mà. Tớ không thấy mà. Hương Ly, Duy Kiên, Tí Dũng và Đăng Khoa chưa thấy màn hình của cô à? Vẫn chưa thấy cô à? Con thấy cô rồi, nhưng mà con không thấy màn hình của cô ơi. Không thấy game à? Không thấy cái trò chơi Mega Munch đây à? Thế no. Được không? Tí cô sẽ đổi mạng để cho nó được nhanh hơn. Chọn đổi mạng để cho nó nhanh hơn nào. Okay. Rồi, các con đã thấy màn hình trò chơi của cô chưa? Yes. Yes. Thấy hết rồi đúng không? No. No, bạn nào chưa thấy vậy nhỉ?
Hương Ly vẫn chưa thấy à Hương Ly? Hương Ly vẫn chưa thấy à? Thấy hết chưa các con? Con chưa thấy. Chưa thấy à? Really? Hương Ly và Đăng Khoa vẫn chưa thấy à? Đăng Khoa thấy chưa con? Đăng Khoa thấy rồi. Nhưng mà Đăng Khoa và Hương Ly vẫn nghe được tiếng đúng không? Vâng. Thế thì được rồi, cái này nghe tiếng là được nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với phần level easy đấy nha. Thế nào we start with easy nha. Ôi con nói hơi nhỏ, con không nghe rõ con nói hả cô? Cô tắt mặt lên đi ạ. Cô cái gì cả con? Các con bảo cô tắt tiếng game đi à? Vâng. Để con nghĩ là nếu như mà cô tắt tiếng game thì các con không thể làm bài được, nên là đợi cô một tí. À không, vừa nãy cô nói nên con bật tiếng game, cô bật tiếng game to quá mà cô nói lại bị nhỏ. Tắt tiếng game đi, cô nói to hơn. Để cô tắt tiếng game à? Ok, được chưa? Vậy chúng ta tắt tiếng game nha. Yes. Rồi bây giờ cô gọi đến tên bạn nào? Cô gọi đến bạn nào thì... Nhìn được rồi. Ha, cái gì con? Em nhìn được rồi ạ. Ừ, ok. Bây giờ... Bây giờ đây là trò chơi Spell the word. Là các con phải đánh vần cái từ mà họ nói. Ok. Bây giờ sẽ có một cái phần ghi âm và sau đó cô sẽ cho con nghe cái phần đó. Và sau đó khi mà nghe được từ đó rồi thì các con phải đánh vần cái từ đó. Nếu như các con đánh vần sai 3 lần thì cái con tắc kè này sẽ bị ăn thịt. Ok. Ok. Are you ready for the game? Yes. Yeah. Yeah. Ready. Okay, next. Okay, we will stop Spotty. The first word, từ đầu tiên nha. The sun. The sun. Okay, bạn nào có thể trả lời cho cô được không nào? Bạn nào? Cho con Duy Kiên. Okay, Duy Kiên nào? Con cô là the sun. Okay, can you spell it? T T T T Yes. Ok, bạn nào đánh vần tiếp cho cô được không nào? Bạn nào tiếp tục nào? Ôi, bữa trước con ở tụi con chơi là chỉ có một người đánh vần, xong rồi tiếp theo là người kia đánh thôi cô, chứ không phải là lần lượt các bạn đánh theo một từ đâu cô. Ừ, nhưng mà nãy cô gọi bạn Duy Kiên xong bạn nói được một chữ rồi bạn tắt mic rồi nên là cô gọi bạn khác. Ừ, con đánh mic đâu. Duy Kiên có đó không Duy Kiên? Có ạ. Ừ, Duy Kiên đánh vần hết chưa cô nào? T H E E S S U U N where is N? Ok, congratulations. Rồi, bây giờ... Gold. 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 Okay, bạn nào có thể giúp cô được không nào? Bạn nào nào? Con. Ok, khi mà con nói, giơ tay thì con nói luôn tên cho cô nha, bởi vì cô không thấy cái màn hình của các con ở đây. Con Khánh Ngọc. Ok, Khánh Ngọc nào. Can you spell it? Hey, G. Yes. O. O. L. L. D. D. Good job. Hey, thank you. Rồi bây giờ đến từ cuối cùng này. The moon. The moon. Con Ngân Khánh. Hey, Ngân Khánh con nào? Bảo. Ngân Khánh nào? T. T. H H E E M N N or M M Okay, M. Em được cô sao không, cô không đánh O. Okay, O N. Okay, N. Good. Okay, bây giờ chúng ta sẽ
đổi sang một cái mức độ cao hơn nha, để xem thử chúng ta có làm được không nha. Medium. Từ ở cái phần này nó sẽ khó hơn một tí. Okay? Okay, let's try it. Traffic lights. Traffic lights. Traffic lights. Hey, bạn nào muốn chơi thử nào? Bạn nào nào? Có bạn nào biết từ này không? Me. Hey, your name? Hey, khi mà các con giơ tay thì Ngân Khánh. Hey, Ngân Khánh nào? T. Hey, T, where is T? Okay, T. R. R. A. A. C. What? T R A N C C C C. Con chờ tiếp nào. F F. Like me. F S. F. Okay, good. Any other letters? Chữ nào nữa? Wait me. Cô có thể xóa lại được không cô? Không, tại không rồi con ơi. Không, con phải chú ý nha, nếu như mà sai thì chúng, khi mà con spell cái chữ này nó sẽ không hiện lên đâu. Thế vậy thì nếu cái chữ này nó hiện lên cái ô một trắng hay hiện lên mấy cái ô của cô mà màn hình xe mạng cô yếu, cô không thấy mấy cái chữ yếu ở trên, nó chỉ có nguyên cái một hình thôi cô ạ. Là không một trắng mà không phải nha, lúc ra màn mới coi chảnh cái gì luôn, vẫn ở màn cũ. Nhưng thế à, nhưng đợi cô ạ. Mảng cô bốn mảng cô dùng mảng của mỗi cô mà cô dùng bốn. Bây giờ được rồi cô ạ. Có lúc được rồi ạ. Rồi đúng không? Rồi, Ngân Khánh tiếp tục nào. Ai? Ai? Yes, ai. Ai? Yes. Có từ nào nữa không? Ngân Khánh có làm tiếp được không nào? Yes. Hey, spell it. Từ nào nữa con? Ai. Ai. Đúng rồi, cô đã ấn chữ Y rồi con. Ai rồi đó. Mà con không có thấy cô. L. Con không thấy. Hey, L. Sao mạng lại yếu thế nhỉ? Con chẳng thấy gì. Ngoài có mấy từ. G. G, hay được không một tí, sao lại không thấy nhỉ? G. H. H. Okay, good job. Rồi bây giờ đến từ mới các con đã thấy chưa? Các con thấy hình mới hiện lên chưa? Rồi ạ. Yes. Rồi, nhưng nó lại đứng yên. Ừ, nó đứng yên. Ừ, nó phải đứng yên chứ. Skeleton. 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 Bạn nào giúp cô được nào? Hương Giang nào? Con chưa. Đó, con thích kia cô. Con Ngọc Huyền cô. Ồ, ok. Nếu như mà có bạn khác giơ tay rồi thì Ngọc Huyền làm cho cô nào. Ngọc Huyền nào? S. S. K. K. Ok, can you see the screen? E. E. L. L. E. T. E. E. Yes. Chữ khi mà đây nha, nếu như chữ này, cái chữ này có hai chữ Y thì khi mà con ấn vào một chữ Y rồi thì nó sẽ hiện cả ở hai chỗ luôn, nên con không cần phải đánh vần lại nữa. Thế T. O. O. N. N. Good.
Cả con có thấy cái màn hình không? Không. À, no. Con lại thấy nó bị đứng yên rồi. Nó đứng Ủa, yên. Không thấy chữ cô đánh. Không thấy chữ cô đánh. Không thấy chữ cô đánh à? Không thấy chữ cô đánh đâu cô ơi. Sao lại vậy nhỉ? Sao lại không thấy chữ cô đánh nhỉ? Con vẫn thấy mà cô. Ừ. Có bạn, để bây giờ đợi cô một tí rồi. Bạn nào không thấy chữ cô đánh thì giơ tay được không nào? Giơ tay cho cô xem nào. Bạn nào không thấy chữ cô đánh? Nhiều bạn thế này à? Sao Đoàn Hoàng Anh cứ vào mãi thế này nhỉ? Các con không thấy chữ cô đánh à? No. No. Nhưng mà vẫn thấy được chữ và nghe được tiếng đúng không? Yes. Ok, that's fine. Yes. Vậy là được rồi nha. Ok. Con thì được nghe mỗi như tiếng thôi, con không thấy chữ. Hay. Nhưng mà con vẫn thấy cái hình đây đúng không? Vâng, hình okay. Vẫn thấy. Là Kenneth. Ok. Giờ nha, từ cuối cùng này. Journalist. 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 This is such a hard word. Đây là một từ khó nha. Journalist. Rồi bạn nào giúp cô được nào? Có bạn nào biết không? Cô ơi, hình đã khó rồi là con chẳng nhìn thấy hình ảnh nữa cô. Chỉ nhìn thấy hình lúc nãy thôi cô ạ. Vâng. Cô ơi, bạn con biết cái đấy. Ờ, các con đợi một tí khi nào hình hiển lên thì các con nói với cô nha. Bây giờ các con đã thấy hình chưa? No. Con thấy hình lúc nãy. Con thấy hình lúc nãy thôi ạ. Thế à? Cô cho con trả lời cô đấy đi. Ơi, để các bạn thấy hình đã. Sao lại không thấy được nhỉ? Con thấy rồi. Thấy cô, trả lời cô. Rồi ok. Rồi bạn nào trả lời được? Journalist. Bạn nào nào? Biết. Bạn nào nào? Nhưng con không trả lời đâu. Bởi vì con giỏi tiếng Anh nhưng con không trả lời câu đó. Ô, con giỏi tiếng Anh nhưng con không trả lời câu này à? Con biết câu sao này con lại không trả... không trả lời. Sao con lại không trả lời? Do nhân là con biết cái từ này nhưng mà con không nói để các bạn tự trả lời. Ồ, thế luôn à? Thế luôn à? Vậy bạn nào trả lời nào? Bạn nào trả lời được nào? Bạn nào? Con nói tên cho cô với. Tên cho cô với nào? Con biết cô. Không con biết. Khánh Ngọc biết à? Ừ, Khánh Ngọc nào, Khánh Ngọc, spell cho cô nào. Từ thứ 5 ấy, các con có nhìn thấy không? J. Từ thứ 5 ấy, journalist. J. O. U. Cô đang cắt mic cô ơi. Hey, con không nghe thấy cô nào. Hey. You, not you, okay? You, not you, okay? R, N, A, L, I, S, T, hey, T, journalist, nghĩa là gì? Nhà báo ạ. Đúng rồi, nhà báo. Journalist là nhà báo. Traffic lights là đèn giao thông. Và từ giữa là từ gì nhỉ? Từ lúc nãy chúng ta làm là skeleton. Là bộ xương đúng không? Là người xương như cô. Là bộ xương như con bộ. Không phải là người xương. Bộ xương. Thay thanh bình nhá. Mute. Hai cô bây giờ chuyển nó khó đi. Câu đây, bây giờ chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ làm câu khó nhất nha, ở mức độ khó nhất nha. Các con thấy màn hình chưa? No. No. Con nhìn thấy cô. Con thấy một người cầm người với một cái bút. Với một anh chàng có mũi bóng không thấy người. Các con vẫn chưa sang trò chơi mới à? No, no. Rồi bây giờ con thấy hình chưa?
Thấy hình chưa nào? Không. Rồi, không nào. Vậy đợi một tí nha, chúng ta đợi một tí. Con biết từ này, language. Bạn nào đang nói đó nhỉ? Hoàng Anh này. Hoàng Anh ở đâu rồi? Bạn này nói chuyện nhiều lắm cô ạ. Bạn này tắt cam rồi. Không, cô lỡ cam của bạn. Xe của Mike. Rồi, các con đã thấy màn hình chưa các con? No. No. Vẫn chưa thấy màn hình à? Là màn hình cũ. Con không thấy cô ạ. Dạo này là màn hình cũ cô ạ. Màn hình cũ rồi cô. Con nhắn vào chat rồi con chỉ thấy. Mà các con vẫn nghe được tiếng bình thường đúng không? Vâng. Vậy thì chúng ta sẽ nghe tiếng nha. Bây giờ không có hình nữa, chỉ nghe tiếng thôi. Để nghe được các con nghe được chữ gì không? Okay, the first word. Luggage. 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 Hey, bạn nào biết từ này không? Anyone knows? Luggage. Con nghe được là luggage. Luggage. Bạn nào biết từ này nghĩa là gì không? Bạn nào biết từ này nghĩa là gì không? Vali hay là ba lô cô? Oh, là vali nha các con. Luggage là vali. Can anyone spell it for me? Có bạn nào có thể đánh vần cái từ này cho cô được không nào? Bạn nào nào? Bạn nào đánh vần được không nào? Vậy không đánh vần được thì các con bây giờ đã thấy cái màn hình chưa? Yes. Thấy màn hình con chưa? Con thấy rồi cô. Rồi nha. Vậy thì nếu như bây giờ các con không đánh vần được thì cô sẽ gọi một bạn nào đó đánh vần thử xem được không nha. Hương Giang nào, Hương Giang. Hương Giang đoán cho cô nào. Guess a letter. Đoán một chữ cho cô nào. Hương Giang, are you there? Con đây ạ. Ok, can you guess? Con đoán cho cô nào. Cô có thể đọc lại từ cho con được không ạ? Ok. Luggage. 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 L. Okay, L. Okay, con có đoán tiếp được không? Con với cô không. Không à? Vậy thì Khánh Huyền nào, Khánh Huyền đoán cho cô nào. Khánh Huyền nào. Khánh Huyền ơi. Are you there? Can you hear me? Khánh Huyền có nghe được cô không nhỉ? Gia Bảo nào? Cho con Duy Kiên cô. Cô ơi, con biết từ này ạ. Bạn nào nhỉ? Bạn nào... Con Khánh Ngọc ạ. Con biết ạ. Con Duy Kiên biết ạ. Duy Kiên, Khánh Ngọc à? Ok, vậy thì để Duy Kiên... Để Duy Kiên nha, Khánh Ngọc vừa mới làm đúng không? Thì phải Duy Kiên nào? Ngon hơn cô là... Vi ạ. Vi à? Vi? Con Ngọc Huyền biết ạ. It's wrong. Ngọc Huyền làm cho cô nào? S. S? U. S? Oh no, we have only one chance. Chỉ còn một cơ hội nữa thôi. Nếu như bây giờ đoán sai nữa thì con tắc kè này sẽ chết. Sẽ ngã. Con Khánh Ngọc biết con chắc chắn là từ Âu cổ. Âu. Từ Âu. Khánh Ngọc nào? Khánh Ngọc nào? Con thưa cô. Ừ. Can you spell it again? Con nói lại cô đã nói. Kiểu. What word? Chữ nào thì con cô không nghe rõ. You. You, okay, good. Bạn nào đang bật mic đó thì tắt cho cô với Thanh Bình này. Thanh Bình, tắt mic đi Thanh Bình. Con là Khánh. Okay. Oh, Thanh Bình là Khánh Ngọc đúng không? Cô nhầm, cô xin lỗi. Oh. What? Khánh Ngọc ơi, bật mic lại cho cô với. Cô lỡ disable rồi. Okay. You. You. Okay, let's see. Let's see if it's right or wrong. You. Oh, good.
Rồi. G. G. Yes. Okay. Another word. A. A. E. E. Đúng rồi. Luggage. Luggage là cái vali, đúng không? Rồi từ tiếp theo nào. Dinosaur. 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 Cái này con biết, Lego. Bạn nào đó nhỉ? Con Duy Kiên. Dinosaur. Ôi, Duy Kiên biết rồi thì bây giờ cô sẽ gọi bạn khác. No. Con Ngân Khánh. Cô gọi bạn khác. Ngân Khánh cũng biết à? Ngân Khánh biết đúng không? Yes. Ôi, Ngân Khánh cũng cho qua luôn. Ngân Khánh nãy giờ biết nhiều quá rồi. Phương Ngân. Mình sẽ để cơ hội cho bạn khác nha. Minh Châu nào? Con Ngọc Huyền ạ. Ngọc Huyền. Ngọc Huyền vừa mới làm xong đúng không? Bây giờ cô sẽ mời các bạn khác nha. Bởi vì lại nãy giờ để giơ tay quá nhiều rồi thì một số bạn không được chơi. Thế? Nên bây giờ cô sẽ mời bạn Khánh Huyền. Khánh Huyền ơi, are you there? No. Tí Dũng Khánh nào? Khánh Huyền bạn không ở trong phòng học ạ. Ok, Tí Dũng nào? Tí. Con đoán là gì? Tí. Đi. Okay. Đi. Do we have D? Oh good, we have one D. Rồi, chị Dũng có đoán tiếp được không? Để thầy con nói cho cô giáo biết tí. Chị Dũng có đoán tiếp được không nào? Do là A. A, you guess A. We have one A. Có một chữ A và một chữ D rồi. Bây giờ con đoán tiếp nào. Con nói tiếp cho cô. Chị Dũng có đoán được nữa không? Không biết chữ gì nữa. N đúng không? Con đoán đi con cứ mạnh dạn lên. N. Con nói to vào. N. N. Okay. Let's see if we have N. Okay, we have one N. Có một chữ N nha. Rồi. Con đoán tiếp nào. Mạnh dạn lên. To hỏi nhưng cô không nghe tiếng nữa. Ok, chị Dũng không. Về Nhật Minh nào, Nhật Minh ơi, are you there? To mà nhớ chứ, tí. To mà cô giáo mới nghe tiếng. Được chưa? Đoàn ông thì bấm vào đây nè. Được chưa? Được chưa? Con phải nói to mà. Nhật Minh nào, Nhật Minh, are you there? Nhật Minh ơi. Nhật Minh. Con rồi. Ok, Gia Bảo nào. Gia Bảo đoán cho cô nào. Gia Bảo nói đi. Nói đi con. Gia Bảo ơi. Can you hear me? D. D. Oh, we have an D. We have a D. Chúng ta đã có chữ D rồi. Đã có rồi. I. Good. O. O. S. S. Good. U. U. And the last letter is? R. R. Okay, good. Dinosaur. Là gì? Con khủng long đúng không? Bây giờ là từ cuối cùng nha. Bây giờ là từ cuối cùng trước khi chúng ta bắt đầu vào bài học. Author. 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 Có bạn nào biết không? Author. Hương Giang nào? Hương Giang nào? Author. Can you spell it? Author. Hương Giang ơi, are you there? Nope. Con nghe không rõ lắm cô ạ. Ờ, con nghe không rõ à? Rồi vậy thì bạn Minh Châu có đây chưa nhỉ? Minh Châu. I'm here. Ok, Minh Châu nào. Guess it. Đoán cho cô nào. Author. 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 Đúng rồi. Author. Oh. Guess.
Con đoán chữ, con spell cho cô nào, con đánh vần cái chữ author cho cô nào. Author. Đánh vần con ơi, đánh vần spell. O. 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 Do we have an O? Yes, we have it. R. R. Good, we have one R. H. X. Okay, we have it. S. S. Yes. Oh, sorry, we don't have it. Okay, bạn nào tiếp nào? Hương Ly nào, Hương Ly, are you there? Hương Ly nào? Có cho con nghe lại. Ok, Hương Ly có vẻ mic có vấn đề đúng không? Vậy thì bạn nào nào? Đăng Khoa ơi. Cô ơi, Hương Ly có hai mic cho lên nó mới tiếng bị rè á cô. Đúng rồi, Hương Ly tắt một mic đi nha. Đăng Khoa nào, Đăng Khoa ở đó không, Đăng Khoa? Đăng Khoa không ở đây à? Ngân Khánh nào, Ngân Khánh làm được không, Ngân Khánh? Nope. Ngân Khánh không. Con phải nghe con mới làm được cô. Ừ, nghe nha, nghe lại nha. Author. Author. We already had H O R and we need to guess three other letters. Đã có ba chữ H O và R rồi. Bây giờ chúng ta cần phải đoán ba chữ đầu nữa. Khi T. Okay, good. We have T. Now, guess it. Đoán đi con. A. A, good. The last letter. R. 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 Okay. No, we already had R. Đã cô có... ơi, con lại chẳng nhìn thấy gì nữa rồi. Không nhìn thấy gì nữa hả? Con thấy được từ H, O và R hết. Khánh Ngọc đoán cho cô chữ cuối cùng nào. Khánh Ngọc nào. Khánh Ngọc ơi. Con chưa nghĩ ra của. Con chưa nghĩ ra. Có bạn nào biết không nào? Bạn nào biết thì giơ tay cho cô nào. Có bạn nào biết chữ cuối cùng là chữ gì không? Phương Ngân nào? Con biết hay sao ấy cô? Phương Ngân không biết à? Bây giờ con biết rồi cô, con nhớ lại rồi. Ờ, Phương Ngân nào? Phương Ngân nói cho cô biết nào. Con Khánh Ngọc biết ạ. À, Khánh Ngọc à? Vậy Khánh Ngọc nói cho cô biết nào. You. You. Author. Author là gì? Là gì nào? Tác giả. Là? Tác giả. Đúng rồi, là tác giả. Rồi bây giờ sau khi hoàn thành trò chơi rồi thì chúng ta sẽ quay trở lại với bài học nha. Okay. Bây giờ con đã thấy màn hình của cô chưa? Yes. 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 Hương Ly sao cứ vào vào rồi ra thế nhỉ? Hương Ly ơi, có vấn đề gì à? Any problems? No? Hay. Rồi, cả con thấy màn hình rồi đúng không? Vậy thì lần hôm trước chúng ta đã đến bài này rồi đúng không? Đến bài này. Em không có sách này đâu cô ơi. Ừ, không có sách này thì bây giờ con nhìn trên màn hình của cô được không nào? Được nha. Rồi, bây giờ các con phải hoàn thành những cái câu này bằng những từ mà họ cho ở đây là chữ mp, chữ nt, chữ ld, chữ lt và chữ nz. Hay bây giờ cô sẽ chia nha. Okay.
Đợi cô một tí để cô cho bạn vào. Bây giờ cô sẽ gửi cái hình của phần này vào phần chat và sau đó cô sẽ chia các con ra các phòng để cùng làm bài này với nhau được không? Để cùng thảo luận bài này với nhau được không nào? Được không? Can you hear me? Yes, yes. Bây giờ cô sẽ chụp hình cái màn hình này lại. Rồi. Cô sẽ gửi vào trong phần chat. Cô sẽ gửi vào trong phần chat cho các con này. Đó. Bây giờ cô sẽ chia. Các con đã thấy hình ở phần conversation chưa? Đã thấy hình ở phần. Rồi. Yes. Bây giờ cô sẽ chia. Cô sẽ chia cặp nha. Cô sẽ chia các con ra từng phòng. Mỗi phòng sẽ có 2 đến 4 người nha. Ok. Và các con sẽ bàn bạc về cái việc mà thêm chữ gì vào cái câu này để hoàn thành câu. Được không? Hay nha. Bây giờ cô sẽ chia. Một tí. Hello, 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 hello class. Hello. Hello class. Hello teacher. Hello teacher. Hello teacher. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you very much. I want to introduce a foreigner in our class today. He's very special today. Hey, let me see. Hey, wait a moment. Các bạn chờ một phút nhé. Các bạn chờ một phút nha. Để xem nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ có cơ hội gặp một người nước ngoài để giao tiếp nha. Thì bây giờ chúng ta để cái phần breakout Zoom ở okay. Breakout ở phần hey. Sau nha. Okay. Hôm nay các bạn học với cô Hà Linh rất là vui rồi. Nhưng mà hôm nay thầy như này nha. Các bạn này. Hôm nay thầy sẽ tạo cho chúng ta một điều đặc biệt. Và thầy đã giới thiệu cho các bạn rồi. Tại hôm nay sẽ có một thầy giáo người nước ngoài sẽ học sẽ thầy gì ấy? Thầy gửi trên Zalo con quên rồi. Các bạn ơi tắt mic đi, tắt mic. Kiên tắt mic đi. Cả lớp tắt mic đi để thầy nói. Cả lớp tắt mic đi để nói này. Okay, Rochelle, so let me introduce you to the other class in Vietnamese. Xin chào các bạn này. Hôm nay thầy giới thiệu với một thầy giáo người nước ngoài. Sẽ nói chuyện với các bạn khoảng 15 tới 20 phút. Các bạn thầy đã gửi rồi, các bạn có thể hỏi thầy giáo về what's your name, where you from, how old are you, rồi tất cả các câu hỏi đó. Các bạn tắt mic đi. Không nào. Đó, các bạn hãy chuẩn bị sẵn cho mình các câu hỏi để giao lưu với thầy giáo người nước ngoài nhé. Okay, are you ready? Yes. 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 Cô Hà Linh sẽ giúp thầy này. Cô Hà Linh sẽ giúp thầy là lần lượt từng bạn. Tất nhiên hôm nay sẽ có những bạn đủ khả năng để giao tiếp với thầy nước ngoài. Có những bạn sẽ không. Nhưng mà chúng ta sẽ nói thật chậm để thầy giáo ngoài cũng hiểu nhé. Ok, hello Russell. Thank you for joining us today. And you can spend just 15 or 20 minutes with us. We are the Vietnamese people, we are Vietnamese children, and we are happy to have you today to spare and to speak in English slowly. Please speak slowly and clearly for all of our kids can understand what you said in English. Please speak slowly and clearly. Okay, let me introduce. Okay, one of a foreigner, the rock cells. Can you turn on your camera and turn on your microphone to introduce yourself to our class, please. Okay. Make a presenter. Change. Now, I will make you a presenter. You can see it in the... Yes. Các bạn chờ thầy một chút nha. Các bạn chờ thầy một chút nha. Để thầy nhắc với thầy giáo ở nước ngoài một chút. Thầy giáo đã ở trong phòng học rồi.
Các bạn có thể nhìn thấy thầy có một thầy ở trong phòng học đó. Các bạn mở vào cái nút hình người có nút danh sách. Rồi, có thầy ra xe không có lô BS. Thầy đã vào trong phòng rồi. Có thể thầy giáo hơi bận một chút. Hey, ok, turn on your okay, Russell, thank you. And turn on your camera, camera and introduce yourself to our class. Thank you. Okay, Russell. Maybe the wrong connection and the bad signals. Wait a moment. Ê, các bạn ơi, chờ một chút nhá, có thể là thầy giáo về Bỉ như sao? Cái giờ của thầy giáo ở nước ngoài, thầy giáo không ở Việt Nam nhá, nên là thầy giáo hơi lệch múi giờ với mình ấy. Chúng ta đang là 8 rưỡi tối, thì thầy giáo sẽ ở một cái nước, để xem nào, của chúng ta là GMT cộng 7, của thầy giáo đó sẽ ở GMT cộng 1, có nghĩa là chúng ta đang ở 8:30 tối. 20:35 thì chúng ta trừ đi 6 đi thì còn là 14:00 right? À 20 trừ 6 yes 14:35 nghĩa là thầy giáo đang ở mức là 4:35 ở nước của thầy giáo ha. Thầy giáo đang ở mức là 4:35. Hello Rosel, can you introduce yourself first? Can you introduce yourself? Turn on your microphone. Hey, let me see. We just quit. So sorry, các bạn ơi. Rất xin lỗi, có thể là do mạng kết nối. Chúng ta ở Việt Nam này. Chúng ta ở Việt Nam, cái kết nối internet của mình rất là tốt. Phải khẳng định như vậy. Ở Việt Nam chúng ta dùng cái cước internet rất là rẻ, các con thấy không? Một tháng bố mẹ mình có bỏ ra khoảng 300.000 thôi là mình có thể dùng internet cả một tháng luôn. Nhưng ở những nước khác này, ví dụ như nước Campuchia này, ở Myanmar thì cái cước internet của họ rất là đắt, hoặc là một số nước châu Phi ấy, một số nước khác cước internet họ rất là đắt, nên là không phải là họ dùng internet một cách dễ dàng như mình đâu. Các bạn á, nhớ nhá, nên là chúng ta phải biết trân trọng nhá, trân trọng những gì bố mẹ mình dành cho mình. Là bố mẹ cho mình máy tính này, cho mình điện thoại này, cho mình sách vở để mình học tiếng Anh cùng với thầy, cùng với cô Hà Linh, cùng với các cô thầy cô giáo ở trong trường Anh ngữ của thầy. Nên là các bạn hãy cố gắng tận dụng thật nhiều. Nên là trong một tháng hoặc là thầy sẽ tổ chức có những buổi mà các con sẽ được giao lưu với các thầy cô nước ngoài để mình xem, kiểm tra xem mình nói tiếng Anh như thế thì thầy cô nước ngoài có hiểu không? Người nước ngoài họ có hiểu mình nói cái gì không? Nha. Thầy xem nào, có những rất là thầy nhắn lại cho cái thầy đó nhá. Do internet của thầy có thể cho mình cũng tốt rồi. Internet của thầy đang không vào được rồi. Các bạn bấm vào cái hình người ấy, mình thấy là thầy không đang ở trong lớp rồi này. Khi nãy là vẫn có thầy ở trong lớp, bây giờ thầy đang ở nước ngoài. Như này đi các bạn ơi, hôm nay chúng ta là vào hôm nay là buổi thứ tư và ngày ở trong tuần, thế nên là ngày ở trong tuần đôi khi là các thầy ở nước ngoài ấy, mình là ở buổi tối nhưng mà các thầy đang ở ban ngày, nên là các thầy vẫn phải đang đi làm việc này, các thầy vẫn đang có công việc chính của các thầy, nên đôi khi là có thể các thầy không thể tham gia được lớp. Thế nên là thường vì hôm nay là lớp mình khá đông nên thầy muốn dành điều đặc biệt cho các bạn, mà có thể là vì sự cố kỹ thuật, thầy sẽ thống nhất với cả cô Hà Linh này, cô Lina, rồi thầy Quý, rồi các thầy cô khác ở trong trường Anh ngữ của mình này. Những cái buổi
mà mời giáo viên nước ngoài, thầy sẽ thống nhất là chúng ta sẽ vào các buổi cuối tuần thứ bảy hoặc chủ nhật. Đôi khi là chúng ta thứ bảy thì thầy sẽ mời những thầy ở châu Âu hoặc ở Mỹ, họ sẽ vào chủ nhật, hoặc mình vào chủ nhật thì thầy các thầy ở cô khác ở nơi khác lại vào thứ bảy nhé. Thế là chúng ta hôm nay vào thứ tư, thế là khá là khó đấy. Lúc nãy thầy vào được nhưng mà bây giờ có thể thầy vướng một việc khác. Rồi thầy Rossell đó có nhắn với thầy là thầy lại được một việc khác rồi, không tham gia được rồi. Rất là sorry các bạn. Thế nãy như này nhá. Thế thì mình thầy sẽ hẹn với các bạn này. Hôm nay là thứ tư. Vậy là thầy hứa với các bạn, thầy hứa với tất cả lớp nhá. Hôm nay thầy Giang này, thầy Giang hứa với tất cả lớp của mình này. Chúng ta học vào thứ lớp C1 học vào thứ tư và chủ nhật. Còn lớp C2 thầy chưa set up lịch cố định nha các con nhá. Nhớ các bạn ở lớp C2 này, thầy chưa cho các bạn lập lịch cố định. Vì lịch của các bạn sẽ phụ thuộc, nhưng lớp C1 là ưu tiên. Lớp C1 là ưu tiên vì lớp C1 là cố định rồi. C1 học vào thứ tư và chủ nhật. Thầy hứa các bạn chủ nhật cuối cùng của tháng 10, chủ nhật cuối cùng của tháng 10 này, các bạn sẽ được giao lưu với một thầy cô giáo người nước ngoài. Chắc chắn thầy hứa với các bạn như thế. Nhớ nha, thầy hứa với các bạn rồi, thầy sẽ làm được. Hôm nay là do sự cố kỹ thuật, rồi là do rất nhiều yếu tố khác nhau, vì mình lệch múi giờ nữa, rất là khó. Nhưng cuối tuần là tất cả các nước trên thế giới đều được nghỉ, nên là tuần chủ nhật, tối chủ nhật cuối cùng của tháng 10, thầy sẽ cho các bạn nói chuyện với một thầy cô người nước ngoài nha. Nhớ nha, chủ nhật cuối cùng các bạn nhớ như vậy. Nên là hôm nay nhiều lý do thầy đó vào rồi xong lại thoát ra vì lý do công việc nữa nhé. Nhớ chủ nhật cuối cùng của tháng 10, các con cứ nhớ thầy cho thầy. Thầy sẽ tổ chức cho các bạn nói chuyện với một thầy nước ngoài, có thể thầy đó là người Italia, người Đức, người Mỹ, người Anh, người Pháp, người Úc, bất kỳ một nước nào trên thế giới mà họ nói tiếng Anh với các bạn, để mình kiểm tra xem chúng ta là người Việt Nam mình nói tiếng Anh như thế, người nước ngoài họ có hiểu không này, họ có hiểu mình nói gì không này. Các con hãy chuẩn bị kỹ cái đó cho thầy. Đây là điều đặc biệt, là món quà mà thầy dành cho tất cả các bạn ở lớp nâng cao nha. Đúng rồi, đây là thầy có nhắn cho thầy này: I have a problem with my connection now, I'm trying to join again. Kết nối internet, lát nữa thầy sẽ gửi cái tin nhắn của thầy giáo này vào trong nhóm Zalo lớp C1, C2 cho các bạn thấy nhá, không phải là để các thầy, các bạn thấy là thầy giáo đang có cái lỗi về mặt kết nối kỹ thuật thôi. Nên là chúng ta phải tận hưởng cái internet của Việt Nam là rất là tốt. Chúng ta dùng cái internet dưới cái kết nối và cái giá rất là thấp, mình hãy tận dụng đi, học online với thầy ha. Rồi, chủ nhật cuối cùng của tháng 10 các con sẽ được nói chuyện với một thầy cô nước ngoài. Ok, còn bằng ngày chúng ta sẽ hãy tiếp tục học với cô Hà Linh. Nào, bây giờ thầy sẽ gửi lại lớp cho cô Hà Linh nhá. Thầy hứa rồi thầy sẽ làm được. Goodbye, see you then. Goodbye. Say goodbye. Bye teachers. Goodbye teacher. Oh, he's here. Thầy cô để cho con ạ. Ok, chúng ta sẽ quay trở về với Mario. Mới cứ xẻ màn hình đi. Ừ, để cô một tí. Share. Rồi, thấy chưa? Các con thấy chưa? Rồi bây giờ là câu đầu tiên, the first one là gì? Câu đầu tiên là gì? Bạn nào giúp cô nào? Biết, con Khánh Ngọc biết ạ. Khánh Ngọc. Khánh Ngọc nào, Khánh Ngọc là gì? Là gì? There is a lamp next to my tent. Đúng rồi, tent. Tent tiếng Anh là gì? Cái lều ạ. Đúng rồi, cái lều đúng không? Vậy đây là chúng ta là tent, chữ N và chữ T này. Rồi câu thứ hai, next to the green. Ai biết nào? Bạn còn nào? Em Ngân Khánh. Ngân Khánh nào? Next to the green fields.
field next to the green field. Chữ L và chữ R này. Is a beach with white. White gì nào? White. Sand. Sand đúng không? Vậy là... Sand. Sand. N và R đúng không? Sand. Bạn nào có thể dịch câu này cho cô được không? Con Ngân Khánh. Ngân Khánh nào? Ngân Khánh dịch câu này cho cô nào? Em thưa cô là có một cái đồng cỏ xanh cạnh một cái bãi biển với một bãi cát. Đúng rồi. Bên cạnh cái cánh đồng màu xanh là một bãi biển với bãi cát trắng đúng không? Rồi bây giờ đến câu thứ 3. There is a beach. Beach gì nào? Bạn nào giúp cô nào? Bạn nào nào? Đúng rồi. Big plant. And thì plant là gì con? Cây. There's a big plant growing in the pond. Pond là gì? Cái ao. Đúng rồi, cái ao. Câu này nghĩa là gì nào? Bạn nào dịch cho cô nào dịch nghĩa câu này cho cô. Rồi, Ngân Khánh nào. Em thưa cô là có một cái cây đang mọc ở trong cái ao. Đúng rồi, một cái cây lớn đang mọc ở trong một cái ao đúng không? Rồi câu thứ tư nào. Number 4. Anyone? Ai muốn làm câu này cho cô không nào? Ben. I've got a new Ben. Belt. Belt. Belt là gì con? Belt. Cái thắt lưng. Cái thắt lưng đúng không? I got a new belt. Là gì? Tôi vừa mới có một cái thắt lưng mới đúng không? Rồi câu thứ 5. Number 5. Bạn nào làm cho cô nào? Em. Hương Ly nào? Hương Ly làm cho cô nào? Hương Ly làm cho cô câu thứ 5 nào? Look at this beautiful. Beautiful gì nào? Gì nào? Bạn nào biết câu này không? Cho em đi. Ơ Ngân Khánh nào? Thưa cô là em không có biết được cái này là điền chữ gì. Ừ. Vậy Ngân Khánh làm cho cô nào? Ngân Khánh nào? Em thơ. Quilt. Quilt. Đúng rồi. Look at this beautiful quilt. Là gì? Quilt là cái vải, cái mền mà các con đắp lên giường ấy. Cái mền nhỏ nhỏ đắp lên giường ấy. Look at this beautiful quilt. Quilt là cái mền nhỏ nhỏ con đắp lên giường ấy. Ok. Bây giờ number 6. Number 6 là gì nào? Ai giúp cô nào? Ai giúp cô nào? Em biết ạ. Em biết ạ. Khánh Ngọc nào? Các cô là children and adults. Ok, good, good. Phát âm rất là tốt rồi nha. Đây. Chữ này khó viết quá. Ok, here này. Tickets for 6 children. Children là gì? Children là trẻ em. And 2 adults. Adult là người lớn. Tickets for 6 children and 2 adults, please. Rồi bây giờ cô sẽ mời một số bạn đọc lại những câu này cho cô nha. Đầu tiên là bạn Châu nào. Châu ơi, are you there? Rồi Châu đọc lại câu 1 đến câu 3 cho cô nào. Châu ơi. Next rồi. To the green field is a beach with a white sand. There is big plant growing in the pond. Đúng rồi. I got a new bed. Look this
a beautiful quilt. Take her for 6 children and 2 grandchildren. Rồi, bây giờ cô thấy một số vấn đề đây nha. Đầu tiên là chữ field. Field. Next to field. Okay. Plant. Pond. Belt. A. Belt. Belt. L tớ con. Belt. Quilt. Cái nào? Quill này. Quill. Quilt. Quilt. Cái này là tickets. Tickets là vé. Children. Children. Children là gì? Là trẻ em. Và adults. Adults là người lớn. Rồi bạn nào volunteer, bạn nào tình nguyện đọc lại những từ này cho cô nghe nào? Khánh Ngọc nào? Khánh Ngọc đọc cho cô nghe được không? Vâng ạ. Rồi Khánh Ngọc đọc những từ này cho cô nghe. Next to, field, plant, point, belt, quilt, tickets, children, adults. Nha, Khánh Ngọc nghe nha. Ticket. Ticket. Không phải ticket mà là ticket. Rồi, good ticket. Và belt. Cute. Belt. Ticket. Đúng rồi. Rồi bây giờ Khánh Ngọc cắt mic nha. Hoàng Anh nào? Hoàng Anh, are you there? Hoàng Anh ơi. Can you hear me? Nope. Hoàng Anh không nghe à? Rồi. Chào. Ờ, Hoàng Anh bị tắt mic nhỉ? Ờ, cô tắt luôn cả cam của bạn. Rồi, allow my. Hoàng Anh ơi. Hoàng Anh. Thì cô. Đọc lại những từ mà cô khoanh đỏ đó cái. Khoanh đỏ ấy. Next to. Wheel. Plan. Pond. Cloud. Wheel. Chicken. Children. Adults. Adults. Đúng rồi. Rồi, Hoàng Anh tắt mic nha. Rồi bây giờ Ngân Khánh nào, Ngân Khánh đọc lại cho cô nghe nào. Ngân Khánh ơi, are you there? Okay. Em ơi, bạn ấy. Rồi, cô không gọi được Ngân Khánh. Vậy thì buổi hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây nha. Rất là cảm ơn các em. Thank you all of you for being here today. Và cũng rất là xin lỗi bởi vì hôm nay lớp hôm nay kéo dài hơn một tí bởi vì một chút sự cố về mạng rồi là camera nha. Nên là rất là cảm ơn các em. Goodbye, see you next time. Goodbye, teacher. See you again. Về nhà học lại những từ mới đó cho cô nha. Những từ đó ấy. Hey, goodbye. See you next time. Goodbye, teacher. Goodbye.